Mình có một cái coi mà có một cái lạ lạ này, hôm nay mình quay cho mọi người xem này. Đó, coi ở nhà của ông anh mình, anh phải của mình. Đó, sao nha. Sao mà lạ ăn cái là cái tổ chim á nó vô nó lọc tổ luôn, sinh nở con luôn, nó quay chim con luôn này. Cận cảnh chim con đây là cái sao nha, đâu quay quay tận góc cái sao cả nhà xem. Ô, xem chân rửa quá cực kỳ hay luôn. Đó. Ô sao ô cái sao này mà ổ chim nó lót lên cái sao luôn. Đó, cái sao này cái sao hoa. Mà tổ này là tổ chim cấm bắt cả nhà, không bắt được. Đó, vậy quay coi thôi, còn chim con nó nằm dính với mỏ à. Đó 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 thấy không, đó cả lòng rồi, nghe động lên hả, mỏi là đua mà cái cơm nữa kìa, đúng nghe động anh hả, mỏi là thiệt khéo á. Để vào vô chỗ anh quay cận cảnh luôn, gần dưới ta tính không ra cái sàm rộng quá, không có ngó quay luôn mà mọi người. Chim chim không luôn mà cũng khô, hút gió nó hả miệng ra này. Gó thấy không? Khôn quá không? Không phải chim khôn mà chim ngu. Đã không? Vui không? Thấy chim con hay sao nói nữa có một con à? Đó. Thường thường loại này nó tới ba con là không biết sao hôm nay tổ này nó có một con à. Đó. Chắc con này con cỡ tuần tuần nữa nó đi chiều này cả nhà. Đó. Sao đó, đang đứng dưới rừng sao luôn, cái sao mày xem nâu này hay không, xem nâu qua xem trái nữa đó, quay sơ cái dàn xương cành của nó đây, chục nâu rồi quá chừng luôn. Nâu này chùa ra nâu quá chừng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua khúc trước, mình sẽ quay lại mấy cái cây ở đây trước nhé. Bụi xăm này thì hôm trước mình quay rồi, mình chỉ quay sơ thôi. Đó, mà hay cái là tổ chim này. Chọc nó cái nữa rồi mình sẽ đi ra kìa. Bây giờ nó im rồi. Bây giờ nó phát hiện cái người hay sao đó. Nó không hảo mỏ nữa, nó ép luôn rồi. Đây, mình tiếp theo mình quay cho cả nhà cùng xem này. Một cây xăm trái này. Đây, hiện giờ nó bắt đầu mới cho trái nha cả nhà. Đó, trái này xàm siêu lùng lực này, ở hoành trên 40 góc khủng bố này đó, mà đỡ tay vô này đó không thấy cái gì luôn nha. Đó, đi này hôm nay nó có cò tự nhiên này, cực kỳ đẹp luôn. Chù cốt đơn nó gừa hùng đây này, cầm này cũng cầm xem trái này một cái nha. Đó không thấy trái không? Giờ anh vô phần nó họ có bánh cái tược non xanh quá, quay sơ xuống do cây này nhiều, rất là nhiều coi nha. Wow, vô phòng tàn của nó khủng khiếp luôn, nó rậm quá nha, không có chung vô quay được cả nha, chứ nó quay sơ thôi mà điều nó không có được đẹp lắm, không có được nét lắm, tại vì nó gần quá. Cái rừng nguyên cái rừng xa mà rậm. Sao mấy cua đậu ra trái này. Đó. Sao mà bỏ già càng giờ nó ra trái nha. Trái này trái chín như trái nho luôn. Đó. Mấy nó ăn chua chua ngọt ngon. Xô. Đù, cái này đẹp nữa. Sam. Siêu sam luôn. Đó. Cái sam cực kỳ đặc luôn, đẹp luôn. Đủ, hôm trước mình chưa quay tới cái đoạn này, hôm nay sẽ ở nhà là mình quay luôn. Đó, nhìn cái còi của nó này. Còi đó nữa hả? Để anh vào. Đó, hôm nay hai anh em mình cũng có thời gian nha. Ghé vào nhà ông anh sẽ vô chơi với ổng rồi để quay mấy cái coi này. Đó, mọi người xem cái sam này đó, cũng không? Bên này sam mới. Đó, giang đổ xăm trải luôn. Ôi trời ơi. Quá như cái rừng luôn, cái xăm này khủng bố thiệt.
Ui chà chà chà. Quay cái cây đây này. Trời ơi. Trái nữa thì quay mình xong rồi. Đó mình quay sơ cái này cả nhà xem mà quay tiếp cây xanh trái này. Không khoảng luôn, không khoảng tinh thần luôn. Đó, ui. Có bông thuốc không anh? Không. Làm mấy trái coi. Đó. Đó mọi người thấy không? Ồ đẹp. Làm kiểu không? Hồi nhỏ chân bò còn hái ăn bây giờ hết rồi. Quan sát nó làm bánh gì vậy? Xem trái. Giờ mình quay. Cái này nó hình như là ba thằng đúng rồi. Ngậm bôi keo màu đen ăn mà. Cái góc này cũng tầm 3 mấy. Cái cũ của nó. Nhưng mà còn chôn nha. Chôn ở dưới sâu hẳn đồ nghe miếng này lên gần 17 18 phân rồi. Dù trái nó khiếp. Chù, nhìn trái mà mê luôn. Đây. Xem trái này. Trái nuôi. Thân này chắc cỡ 15. Chất lượng ưa hồn. Chua chà xa mà bỏ tới chuồng gà luôn mọi người thấy cũng khủng hoảng luôn. Góc này. Góc này cũng tầm 3 mấy, 38 luôn. Đó kìa nè. Ra tới chuồng gà mà còn những cây sam khủng bố luôn. Cái này sam băm rồi. Chù, chà nó sam bông như bông với mà cực kỳ đẹp luôn mọi người. Anh em tiếp theo mình quay cho anh em coi hải châu trước mặt anh em này. Bây giờ là đứng hái trái nè, hái mới chín á. Chim nó ăn không hết phải hái bớt. Mình quay một vòng cho anh em xem. Thấy cái coi của nó này, cái coi cao nha. Cao tầm 2 mét á, cho cái đôn cái chậu thiệt cao. Ồ, một chùm trái của nó này. Đó, đó trái. Chùm ơi. Đó, một chùm tuốt xuống này mọi người. Trái to nha. Đây, đỡ cái ngón tay vô cho anh em xem. Đó, cái ngón út mình giữ cái trái đó này. Đó. Chùm trái cơ luôn. Đó, đứng ra góc rộng cho anh em xem cái trái này. Đó. Cả khung rồi luôn này. Rồi, trái siêu trái này một cây nha. Chìm này không hết, còn cây cao bên kia nữa nè. Nhưng mà cái cây này, một cây này trái gốc á. Đó, đứng lên phải đôn, đứng lên cái đôn hái này do cái chậu trồng lên cao. Đúng cái chậu trồng lên cao cả mét đó. Đó, trái gốm nhau. Hai như vậy, hai cái này 4kg, 5kg luôn. Đây, trái tròn mà to luôn nghe nè. Bây giờ này dòng coi hải châu nhìn coi đẹp mơ vậy. Giờ anh em nào chưa? Sau lưng nó gà. Đó, trái. Đang hai trái đó, lĩa quay lại bên đây cho anh em xem. Cái coi là trái gốm anh, trái lá rí. Trái không đẹp bằng cây lá rí trong kia, xưa lá rí mà trái khủng. Đây nè anh em, cho anh em xem cái trái lá rí mà giữ cái ngón út mình. Phải bỏ cái ngón đây nó bằng. Đó trái này, bự không. Nhìn nó chín là chi men hết nè, chín đỏ đậm rồi. Chín rồi phải mấy ngày rồi. Đục hai tiếp thì lửa giống giống là đẹp rồi. Lá cỡ. Đây này cái giống là đẹp này vậy. Giống coi bự lên không, nè. Coi đó là trái không bằng. Đẹp nhưng mà nó to chứ mà nó không bằng con lá đẹp hơn. Đây cái màu nó ít hơn này. Này tuốt xuống chùm trái xem. Đó. Trái đỏ. Đó, trái màu đỏ bóng đảo. Bóng đỏ chói luôn đó, lá dòng lá rí, lá nhỏ xíu. Rí xíu cái. Hãy đá đời đi. Còn coi đây, coi hoài trái cũng to mà coi. Bên kia cũng có một vài người nè, trồng trái. Trái cũng á. Không tới được đi, đây. Góc rồi trái chim mình ớn Mỹ luôn. Được, cái đứa này đẹp cũng á. Sáng sao mà sáng dáng này. Nó cứ này coi ra được này nha.
trái gúm không? Đến một chỗ hái luôn, hồi bữa trước hái. Hái rồi. Không hết nói. Đây nó ra liên tục mà, đó coi, những coi hải châu. Đang chơi cũng coi bự cũng vậy. Những trái đời mình nhìn nó nằm trong nhà, nó nằm rừng nó đẹp cỡ gì nữa. Giờ chỗ này. Đó, một màu đỏ, đó quay góc quay này em nhìn thấy đã chưa? Đó góc quay này nhìn thấy lá xanh xen nó đỏ. Hai trái mỗi nghĩ quay toàn là trái không? Còn dưới kia cái góc này cái góc quá to luôn rồi, góc 4-5 thân đó, góc trong đó, to quá, góc gửi coi lên cái tay trái. Chưa, về góc này hái một phần hết. Đó, vẫn đứng đang hái lấy giống giờ ươm ra được cái giống coi trái này. Đây bây giờ mình vô trong này cả nhà. Đó, hai anh em mình hôm nay có thời gian góc cũng to lắm. Cái này bây giờ nói chung là anh em mình không có mưa tới được. Cái này cao viền lắm. Của không anh không phải cua của mình nha. Vậy cho anh em xem thôi. Nói chung là mình hái miết mà không hết trái được. Đó, cái gốm hái rổ rổ luôn. Đó, còn cái dần trên của nó này đó. 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 Ông cũng lựa những dòng này, ông để ra vườn lắm. Ít thôi nhưng mà cái nào cái đó là gơ hồn đó. Chùa. Đó. Còn bên kia nó mất cái ghê. Cái dịch này anh không có qua được ở bằng hai đầu bằng viên quen đỏ hết cái coi này luôn. Cái này hai hết là mấy ký, cái này mình lựa giống hay cả nha. Đó, trái đẹp luôn. Rồi video hôm nay mấy em mình quay tới đây xin kết thúc luôn nha cả nhà. Rồi, chúc mọi người xem video vui vẻ.